xin phép chia sẻ lại Thế anh em chị trao nhé. đổi ngay từ đầu nhé. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Em xin giới thiệu với anh chị về Ri, và em đặt tên là một cao thủ đầu tư. Thế tại sao lại là cao thủ đầu tư? Cũng như anh Phục Vấy Jeffin từng nói là Ri được ví như là một Berkshire Hathaway thu nhỏ. Thì với tên gọi đó thì nó có lý do của nó, và chúng ta cùng xem thông qua cái bài phân tích này thì em có thể đưa ra một số cái nhận định, luận điểm, phân tích. Đầu tiên để hiểu về doanh nghiệp thì anh chị có thể xem là doanh nghiệp này thì kinh doanh bốn mảng chính. Đầu tiên là mảng năng lượng thì gồm thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời, điện bán lẻ. Tiếp tục là mảng cơ điện lạnh thì chủ yếu của Ri đó là cơ điện công trình. Tiếp theo là mảng bất động sản thì Ri kinh doanh hai mảng. Đầu tiên là bất động sản cho thuê văn phòng, và thứ hai đấy là bất động sản thương mại. Dự án bất động sản thương mại thì sắp sửa đi vào hoạt động. Tiếp theo là Ri kinh doanh mảng nước và môi trường. Địa bàn hoạt động của Ri chúng ta có thể thấy là Ri trải dài khắp đất nước Việt Nam, tuy nhiên thì tập trung thì ở khu vực phía Nam, Đông Nam Bộ. Với nguồn nhân lực của Ri thì anh chị cùng xem hai cái trọng số chính. Đầu tiên là nhân lực cho mảng cơ điện lạnh và nhân lực cho mảng năng lượng. Thì chúng ta thấy có một sự trái ngược ở đây. Khi mà mảng năng lượng thì mang lại cái doanh thu rất là lớn cho Ri, thì cái nguồn nhân lực lại cần ít hơn so với mảng cơ điện lạnh. Đây là hai cái này nó diễn biến nghịch biến nhau. Tiếp theo thì em khá ấn tượng với Ri ở cái bộ sưu tập những cái công ty con, những công ty liên kết thì em có thể đưa ra ở ngoài, tức là em chưa có viết vào trong này. Thì theo tính toán của em, bình quân thì Ri, cái năng lực đầu tư của Ri dành cho các cái công ty liên kết ấy, mức sinh lời ROE lên tới 13-14%, một cái mức sinh lời rất là ấn tượng. Nên em cũng gọi Ri là một cái cao thủ đầu tư. Và tại sao em lại gọi là, có thể gọi thêm Ri là một cao thủ rất là lão luyện? Bởi vì là Ri đã có một cái thâm niên lên đến 47 năm, trải qua 3 cuộc khủng hoảng lớn, bao gồm khủng hoảng khu vực năm 98, khủng hoảng tài chính năm 2009, cũng như là đợt Covid vừa rồi, thì Ri vẫn trụ vững, cho thấy một cái vị thế. Và Ri cũng là một doanh nghiệp đầu tiên được niêm yết trên sàn chứng khoán, một cái gì đó gọi là kỷ niệm, và cũng vẫn đang giữ cái vị thế top đầu của mình. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu với ban lãnh đạo. Ở đây thì cổ đông lớn nhất của Ri đó là Platinum Victory. Đây anh chị nhìn thấy phần màu xanh đây. Thì Ri có một cái hệ thống cổ đông gọi là rất là đa dạng, và rất là nhiều cổ đông nước ngoài, với room nắm giữ của cổ đông nước ngoài lên tới 49%. Đấy, một cái cổ phiếu mà được rất là nhiều nhà đầu tư nước ngoài yêu thích. Và em có thể nói thêm ở đây đó là cái về cái cổ đông là cổ đông lớn nhất là Platinum Victory này. Thì số liệu 2012 cho thấy là ông này nắm giữ 10% của Ri thôi. Nhưng mà theo thời gian thì đã tăng lên, nắm giữ tới 34%, 34,8%. Và về cái giao dịch nội bộ thì trong năm vừa rồi chỉ phát sinh duy nhất một giao dịch cũng là của Platinum Victory, và giao dịch gì ạ? Giao dịch tăng thêm tỷ lệ sở hữu. Có thể thấy đây là một cổ phiếu được rất được yêu thích. Và tại sao được yêu thích thì em sẽ trình bày về đánh giá hoạt động tài chính. Ở đây thì anh chị sẽ chú ý đến phần màu vàng này, đây là những cái trọng số quan trọng. Đầu tiên thì chúng ta cùng xem đến cái hàng tồn kho. Đầu tiên là thay đổi của vốn chủ sở hữu anh chị nhé. Vốn chủ sở hữu thì sẽ tăng từ 10 đến 17%, thì em có thể lấy trung bình là mức tăng là 13% đi. Trong những năm vừa trở lại đây thì hàng năm nó đều tăng đều như vậy, nó thể hiện là một cái sự tăng trưởng rất là đều đặn. Tiếp theo về hàng tồn kho. Ở đây thì có năm 2023, hàng tồn kho giảm 4% so với cùng kỳ. Mức giảm này nó cho chúng ta thấy khi chúng ta nhìn vào doanh thu bên dưới. Năm vừa rồi thì doanh thu của Ri cũng giảm. Anh chị có thể nhìn là doanh thu giảm 9%. Và hàng tồn kho thì giảm 4%, tức là chúng ta thấy là Ri quản lý hàng tồn kho rất tốt, để cái diễn biến tăng giảm doanh thu và hàng tồn kho nó diễn biến cùng chiều nhau, thì cho thấy cái khả năng quản lý hàng tồn kho của Ri cực kỳ tốt. Tiếp tục nữa chúng ta cùng đến với phần em có một cái tỷ lệ này dựa trên kinh nghiệm của khóa học này. Thì em thấy là có một tỷ lệ là tài sản dở dang trên nguyên giá tài sản cố định. Cái tỷ lệ này càng cao cho thấy là cái mức độ mở rộng của công ty. Thì khi mình nhìn thấy cái tỷ lệ này thì nó không ấn tượng đúng không anh chị? Bởi vì là tỷ lệ giữa tài sản dở dang so với nguyên giá tài sản cố định không không hề cao một chút nào hết. Nhưng em để ý bởi vì là chúng ta thấy là những năm vừa rồi chỉ có 2% thôi. Tức là tăng trưởng của chúng chỉ có, à xin lỗi, tức là cái tỷ lệ chỉ có 2%. Nhưng mà sau này thì anh chị có thể thấy cái tỷ lệ tài sản dở dang trên nguyên giá tài sản cố định tăng rất là nhiều, thì nó làm em quan tâm. Và em tìm hiểu lý do thì do là Ri đang đầu tư vào bất động sản văn phòng cũng như là
Thủy điện Thác Bà hai, có thể cho thấy là Ri đang vẫn luôn tích cực mở rộng, nhưng mà mở rộng gì đó rất là nhẹ, đi rất là chậm và chắc chứ không hề hấp tấp một chút nào. Tiếp theo một chỉ số nữa rất ấn tượng đó là nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu, thì anh chị nhìn từ năm 2021 từ 69% mà giảm đến nay còn 35%, có thể thấy là Ri quản trị tài chính vô cùng tốt. Quản trị tài chính vô cùng tốt, đây là một điểm cộng lớn của Ri, một doanh nghiệp lớn mà vừa ổn định, phát triển ổn định lại vừa tăng trưởng nhẹ với cái khả năng quản lý quản trị tài chính rất ổn. Tiếp tục thì những lời khen bên trên thì cũng phải có một tí lời hơi chê một tí, anh chị nhìn thấy là cái tỷ lệ chiếm dụng vốn ở đây nó lại không phải thế mạnh của Ri. Tuy nhiên thì khi đi sâu vào phân tích ấy, thì anh chị chú ý đến phần, em sẽ chú ý đến phần chiếm dụng vốn. Chiếm dụng vốn của Ri thì vẫn rất ấn tượng bởi vì Ri giữ được cái vị thế tốt. Anh chị nhìn thấy các năm gần đây thì Ri đi ngang hoặc là tăng. Có nghĩa là tỷ lệ chiếm dụng vốn này nó thấp do là Ri, cái khoản phải thu của Ri tăng lên thôi. Còn cái vị thế chiếm dụng vốn của Ri thì vẫn rất là tốt. Khoản phải thu của Ri tăng lên là chủ yếu là khoản phải thu khách hàng anh chị ạ. Có một cái tỷ lệ mà em đánh giá cái tỷ lệ trả cổ tức. Bởi vì là em tận dụng luôn cái vốn chủ sở hữu, nên em dùng một cái tỷ lệ bản thân em thấy nó khá ổn định, đấy là tỷ lệ cổ tức tiền mặt trên vốn chủ sở hữu thì các cái năm này nó đều duy trì ở 2%. Tiếp theo chúng ta sang cái phần hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của Ri, thì anh chị cũng vẫn tiếp tục chú ý giúp em vào những cái khu vực màu vàng này. Đầu tiên thì tăng trưởng doanh thu của Ri thì nói chung là năm vừa rồi cũng là một năm, đây năm 2023 anh chị nhé, chúng ta sẽ chú ý hai cái mốc là năm 2023 cũng như là quý 1 2024. Đấy, thì năm 2023 vừa rồi thì tăng trưởng doanh thu âm. Lý do lớn nhất là đến từ hai mảng. Đấy là mảng thủy điện cũng như là mảng cơ điện lạnh. Thế thì lát nữa đi xuống dưới bóc tách kinh doanh thì em có thể sẽ nói sâu hơn ạ. Tiếp tục thì về phần biên lợi nhuận gộp của Ri, trong các năm vừa rồi thì biên lợi nhuận gộp tăng. Đấy, một cái biên lợi nhuận gộp tăng một cách ổn định. Đấy, có thể cho thấy là cái chi phí về mặt gọi là cái GO gì, em quên mất cái từ cái chi phí đấy rồi. Đấy thì chi phí sau doanh thu ấy đã được tiết giảm rất là tốt. Tiếp tục nữa là chúng ta nhìn thấy ở đây là cái phần biên lợi nhuận ròng. Biên lợi nhuận ròng của Ri từ 2021 thì biên lợi nhuận ròng đang có xu hướng giảm. Thì lý do của việc giảm không phải là Ri không quản lý được chi phí anh chị ạ, mà như em có đọc trong báo cáo thường niên cũng như là tìm hiểu trong báo cáo tài chính, thì cái việc biên lợi nhuận ròng giảm là do cái chi phí khấu hao tăng do cái hạng mục của mảng nước đi vào hoạt động mới, thế nên là cái phần chi phí khấu hao tăng thôi anh chị, chứ không phải là do cái kiểm soát chi phí của Ri không tốt. Và kết luận thì anh chị nhìn thấy cái mức ROA, em xin phép được chia sẻ tiếp ạ, nếu anh chị nghe không rõ thì anh chị bảo giúp em ạ. Thì lúc đó lấy em vừa nói về cái phần ROE, cách tính của em đó là em lấy phần lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ chia cho vốn chủ sở hữu, cũng là phần thuộc cổ đông công ty mẹ. Bởi vì một số cái thì có cái phần vốn chủ sở hữu thuộc cái lợi ích cổ đông không kiểm soát thì em phải trừ phần đó đi. Thế nên là so với một số cách tính của một số bên thì em có tham khảo so sánh thì cách tính này có cao hơn và nó cũng phản ánh cái lợi nhuận thực, cái mức sinh lời thực của Ri. Anh chị có thể nhìn vào bảng này, em có lụm lặt trên mạng được thôi, một cái gọi là cho thấy vị thế của Ri như nào. Anh chị em đã khoanh những cái màu vàng anh chị nhé. Anh chị nhìn thấy là cái đường ngang này thể hiện cái mức ROE và đường dọc này nó thể hiện cái mức nợ trên vốn chủ sở hữu. Thế này lấy trên mạng nên nếu mà em được dùng em sẽ dùng nợ vay ròng. Thì anh chị có thể thấy là Ri có một cái mức sinh lời ROE khá là ổn so với những anh còn lại. Trong đó thì anh chị thấy là những cái thằng có ROE ổn nhất như là VSH hay là SBH đều là những công ty con hoặc công ty liên kết của Ri. Thì anh chị có thể thấy là Ri cũng gọi là rất là nhanh chóng nắm bắt được những cái công ty đó để gọi là đầu tư vào, thì có thể cho thấy được cái vị thế rất là đỉnh của Ri. Còn là em có đọc trên mạng là những cái công ty mà đang phát triển tốt về mảng điện tái tạo như là BCG hay các thứ ghép này, em thấy không hề ấn tượng một chút nào. Đấy chỉ là đi sâu vào phân tích thì thấy Ri mới thực sự là một cái rất là cao thủ trong cái lĩnh vực đó. Tiếp theo thì em xin bóc tách cái mảng kinh doanh của Ri. Thì anh chị nhìn vào cái cột một cái biểu đồ cơ cấu này thì mảng năng lượng của Ri chiếm tới trên 50%, có thể thấy là cái trọng số rất là lớn. Tiếp theo là 31% thuộc về mảng cơ điện lạnh, 12,2% thuộc mảng bất động sản và 0,8% thuộc mảng nước và môi trường. Và đi sâu vào từng mảng thì chúng ta có thể thấy đó chính là cái lợi nhuận của chúng, doanh thu của chúng đều giảm
đặc biệt là mảng năng lượng có cái mức doanh thu giảm mạnh nhất, còn các mảng khác cơ bản là tăng nhẹ hoặc là đi ngang. Thế thì chúng ta cùng xem. Đối với mảng năng lượng của RE thì anh chị nhìn vào cái phần màu vàng, em hoàn toàn lấy ở trên báo cáo thường niên. Thì có mảng nhiệt điện, thủy điện, điện gió và điện mặt trời, trong đó thủy điện thì đem lại cái sản lượng điện thương phẩm lớn nhất với 6.173 triệu kWh và chiếm khoảng 59-60% cái sản lượng điện. Có thể thấy là mảng thủy điện tác động rất là mạnh tới cái kết quả kinh doanh của mảng năng lượng của RE. Thì chúng ta cùng xem mảng cùng xem năm vừa rồi thì mảng thủy điện gặp khó do hiệu ứng hiện tượng El Nino khiến cho mảng thủy điện gặp khó và không có gọi là phần nước rất là ít, thế nên là ảnh hưởng xấu tới phần năng lượng. Trong đó thì các mảng như là nhiệt điện, điện gió và điện mặt trời thì không có ảnh hưởng. Tuy nhiên bởi vì thủy điện chiếm đến tỷ trọng lớn, thế nên là sự suy giảm của ngành của mảng thủy điện thì khiến cho tổng cái sản lượng năng lượng của RE đều có cái sự giảm. Tuy nhiên thì giảm không nhiều bởi vì RE là một nhà đầu tư mà anh chị, đầu tư thì người ta biết cách để phân bổ rủi ro. Thế nên là về tổng thể kết quả kinh doanh của RE chỉ giảm nhẹ nhẹ thôi, không không quá là nặng so với bản thân cái mảng thủy điện. Tiếp theo là mảng cơ điện lạnh của RE cũng là một cái yếu tố khiến cho RE năm vừa rồi kết quả kinh doanh kém. Bởi vì là thứ nhất là mảng cơ điện lạnh được quyết định bởi thị trường bất động sản, mà thị trường bất động sản thì vẫn vẫn chưa phục hồi. Thế nên là cái tổng giá trị hợp đồng ký mới của RE có sự giảm thiểu rõ rệt. Thêm vào đó thì bản thân RE cũng nhận định là năng lực nội tại của RE còn kém, thế nên là cái việc mà quản lý sao cho mà mọi cái tiến độ nó được theo đúng kế hoạch thì RE còn chưa triển khai tốt. Thế nên là năm nay, năm vừa rồi thì mảng cơ điện lạnh có cái mức lợi nhuận sau thuế giảm 106%. Tiếp theo là mảng bất động sản của RE thì như em có chia sẻ lúc nãy thì Ok rồi em nhé. dạ vâng, em tiếp tục chia sẻ ạ. Thì như em vừa chia sẻ giới thiệu thì mảng bất động sản của RE thì có hai mảng chính, một là mảng bất động sản văn phòng cho thuê và mảng bất động sản về thương mại. Thì bây giờ em sẽ chú trọng đến mảng bất động sản văn phòng bởi vì đây là mảng bất động sản mà RE đã vào hoạt động từ rất lâu rồi. Thì chúng ta quan trọng đến một số cái tỷ lệ, đó là tỷ lệ lấp đầy ở đây. Thì năm vừa rồi tỷ lệ lấp đầy của mảng bất động sản cho thuê các cái văn phòng thì chỉ lấp đầy có 95,3% so với mức của năm trước là có giảm. Tuy nhiên thì lợi nhuận sau thuế lại tăng, doanh thu lại tăng thì do là giá của các văn phòng đã tăng lên, thế nên là kéo theo là doanh thu lợi nhuận nó tăng. Còn về mảng tiếp theo là mảng bất động sản thương mại thì sang năm thì RE dự báo sẽ tăng trưởng, sẽ tăng bởi vì là các cái dự án bắt đầu đi vào hoạt động và sẽ ghi nhận về doanh thu. Tiếp theo là mảng nước và môi trường thì sẽ đưa về cho RE cái phần lợi nhuận vần dòng tiền tương đối là tốt. Thì như ngày trước em có thắc mắc là tại sao doanh thu là ở 67, tức là doanh thu thì thấp mà lợi nhuận lại cao hơn doanh thu. Thì em tìm hiểu đó chính là do cái RE đầu tư vào các công ty liên kết, thế nên là lợi nhuận ghi nhận cung vàng, thế nên là nó có thể cao hơn doanh thu. Tiếp theo thì em chưa kịp trình bày riêng về phần lưu chuyển tiền tệ nên em tận dụng ở phần của AZFI. Thì về dòng tiền, đầu tiên chúng ta đánh giá dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của RE thì chúng ta thấy đây, hiếm có doanh nghiệp nào mà từ 2015 đến 2023 nó chỉ có dương thôi. Thì nó để cho thấy một cái vị thế dòng tiền rất là tốt. Tiếp theo là lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính của RE. Thì em có quan sát nhanh trong năm vừa rồi thì dòng tiền từ hoạt động tài chính của RE thì âm là do là RE trả cổ tức và tăng trả nợ. Có thể thấy là RE kiểm soát cái phần đấy rất là tốt. Nó thể hiện qua việc là nợ ròng trên vốn chủ sở hữu là nó giảm đi trông thấy. Tiếp theo là dòng tiền từ hoạt động đầu tư của RE thì năm nay dương so với các năm, do là RE cái phần tiền gửi của RE nó ít hơn so với lại tiền mà tiền lãi cổ tức vân vân mà RE nhận được. Thì đánh giá chung về phần dòng tiền của RE thì em thấy vô cùng là ấn tượng. Và kết luận của em về RE thì đây là một doanh nghiệp giá trị, một doanh nghiệp mà quản trị rất tốt. Thêm vào đó là chúng ta thấy là trải qua rất nhiều khó khăn và RE giữ được cái phần lợi thế, đó là cái doanh thu không bị giảm quá sâu, lợi nhuận không bị giảm quá sâu, có thể cho thấy đây là một nhà đầu tư rất là lão luyện, bởi vì là người ta biết cách đầu tư, biết cách phân bổ, người ta từ khâu người ta chọn ngành, người ta luôn chọn những cái ngành nó rất là hạn chế cái tính chu kỳ và nó là một cái lực cầu nó luôn luôn có trong 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 người dân. Tiếp theo nữa là
Họ phân bổ rất là nhiều, kể cả ngay trong mảng điện thôi thì họ đã phân bổ rất là nhiều từ thủy điện, nhiệt điện rồi điện mặt trời. Và có một cái nữa đánh có thể cho em thấy được là RE trong tương lai nó sẽ tăng trưởng, đó chính là cái mảng điện tái tạo bao gồm điện mặt trời và điện gió. Thì đây là cái mảng mũi nhọn của RE mà sau này RE sẽ tiếp tục, đã đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong tương lai. Và kết luận của em về RE, thêm một kết luận nữa là doanh nghiệp này là chỉ chờ giá rẻ. Đầu tiên là phải chờ em học khóa định giá xong em biết định giá nó đã, và tiếp theo nữa là chờ giá rẻ thì em sẽ mua nó là cái chắc chắn đó. Rồi em xin được cảm ơn anh chị và mong anh chị có những cái lời nhận xét góp ý qua phần trình bày của em ạ. Em xin hết ạ.